Thưa quý vị và các bạn, là vùng quê có truyền thống hiếu học lâu đời, những năm qua công tác khuyến học khuyến tài luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường quan tâm thực hiện, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện ngày càng phát triển. Phong trào xã hội hóa giáo dục và cuộc vận động học tập suốt đời thực sự đã phát triển rộng rãi và bám rễ sâu rộng vào mỗi gia đình, dòng họ trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Mở đầu chuyên mục khuyến học khuyến tài kỳ này, chúng tôi có phóng sự Vĩnh Tường chung tay vì một xã hội học tập. Tiếp đó là tấm gương sáng trên con đường học tập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Truyền thống hiếu học và phong trào hiếu học ở huyện Vĩnh Tường luôn là động lực thôi thúc các thế hệ học sinh trong huyện nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Những năm gần đây, Vĩnh Tường luôn dẫn đầu về số lượng và chất lượng học sinh giỏi các cấp của tỉnh, đồng thời cũng là huyện có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng cao nhất nhì so với các đơn vị khác trong tỉnh. Để có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự cố gắng nỗ lực của nhân dân cũng như những đóng góp của phong trào khuyến học khuyến tài. Có thể nói toàn huyện Vĩnh Tường đã trở thành một cộng đồng hiếu học, một xã hội học tập bởi phong trào khuyến học khuyến tài đã đi sâu, bám rễ vào mỗi gia đình, dòng họ trên địa bàn huyện. Kế thừa cái truyền thống của cha ông chúng ta thì trong cái công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của huyện, huyện Vĩnh Tường luôn luôn chú trọng phát triển cái công tác khuyến học khuyến tài, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển cái nguồn nhân lực của địa phương, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân tài cho quê hương, cho đất nước. Về khuyến học của huyện thì huyện chỉ đạo tập trung vào mấy cái nội dung. Thứ nhất ấy là phải phát triển tập hợp được cái số hội viên cũng như cái số gia đình hiếu học, cộng đồng hiếu học hay là đơn vị hiếu học, bây giờ gọi là gia đình cộng đồng học tập ấy, và đơn vị học tập ấy. Còn công tác khuyến học thì cũng phải tập trung chỉ đạo các cái đơn vị cơ sở quan tâm tới cái vấn đề về xây dựng quỹ khuyến học và phát hiện ra những các cái trường hợp của các em có cái hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt để có cái động viên kịp thời. Ngoài ra thì cái vấn đề về động viên khuyến khích thầy và trò có nhiều thành tích trong giảng dạy, trong học tập cũng còn được làm thường xuyên. Thế và làm tốt cái công việc này thì chúng tôi nghĩ đã góp phần thiết thực vào vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài và góp phần để xây dựng quê hương phát triển cách bền vững. Hiện nay toàn huyện có 29 trên 29 xã thị trấn có hội khuyến học, 106 chi hội thôn làng, 382 chi hội dòng họ và 130 chi hội khác với 45.111 hội viên. Các cấp hội khuyến học của huyện luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học khuyến tài, đặc biệt là trong xây dựng quỹ khuyến học với sự đóng góp tích cực của nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Từ nguồn quỹ, hàng năm các cấp hội khuyến học huyện Vĩnh Tường đã động viên khích lệ kịp thời đội ngũ giáo viên, các em học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Phong trào khuyến học khuyến tài ở huyện Vĩnh Tường đã thực sự phát triển với nhiều điển hình tiêu biểu, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân toàn huyện. Nhiều cộng đồng, dòng họ đều có những quy định quy ước chặt chẽ để các gia đình, các cá nhân có trách nhiệm tham gia khuyến học, ra sức học tập, rèn đức, luyện tài, tiêu biểu như dòng họ Vũ ở thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang. Hiện nay dòng họ có trên 1.600 khẩu trên 291 hộ. Mặc dù mới được thành lập năm 2009, nhưng quỹ khuyến học của dòng họ đã góp phần động viên con cháu trong dòng họ cố gắng vươn lên trong học tập. Trung bình mỗi năm, quỹ khuyến học của dòng họ thường xuyên có từ 30 đến 40 triệu đồng, được dùng để phát thưởng cho các con cháu đạt thành tích cao trong học tập. Từ vài cháu học sinh giỏi đến năm học 2013-2014, toàn dòng họ có 72 cháu học sinh giỏi. Nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện và 75 người có trình độ đại học và trên đại học. Năm 2009 thì ban khuyến học của dòng họ được thành lập và liên tục từ đó cho đến nay là hoạt động rất tích cực. Toàn bộ 100% thành viên trong họ đều là hội viên khuyến học. Các thành viên, các khẩu trong họ đều đóng góp vào quỹ khuyến học, khuyến tài của dòng họ. Và nhờ có phong trào khuyến học mà học sinh các niên học từ năm 2010 đến nay là năm sau cao hơn năm trước. Quỹ khuyến học cũng ngày càng phát triển. Và song song với việc là các cái con em cắp sách tới trường, người lớn ở nhà cũng tranh thủ qua các cái phương tiện thông tin đại chúng như là báo, đài, tivi, sách vở và các cái lớp tập huấn của địa phương, cùng các đoàn thể, ban ngành tổ chức để mà nâng cao kiến thức của bản thân lên. Nhờ phong trào khuyến học mà dòng họ Vũ chúng tôi đến nay là không có con em bỏ học giữa trường. Các cái con em đang trong lứa tuổi học sinh là không bị mắc tay tệ nạn xã hội.
và các cái hộ đói là không có nữa và các hộ nghèo cũng giảm đi được rất lớn. Một trong những người con tiêu biểu của dòng họ Vũ đó là anh Vũ Văn Nhân, sinh năm 1976, sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, học hết lớp 12, do không có điều kiện đi học tiếp, anh Nhân đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản. Sau khi trở về quê hương, với những kiến thức đã học được trong quá trình lao động sản xuất ở nước ngoài, anh Nhân luôn trăn trở tìm kiếm cho mình một hướng đi mới. Năm 2002, anh mạnh dạn vay vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn BMC, chuyên thiết kế và lắp ráp máy nông nghiệp. Hiện nay công ty đã phát triển thêm một chi nhánh ở khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Với trên 10 mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm bình phun thuốc trừ sâu, máy gieo hạt, các loại thuốc bảo vệ thực vật. Thương hiệu BMC đã trở thành người bạn thân thiết của bà con nông dân. Để có thể quản lý tốt nguồn nhân lực cũng như phát triển công ty, anh Nhân đã không ngừng học hỏi. Hiện nay anh đang tiếp tục học thêm bằng về quản trị kinh doanh tại Nhật Bản. Trên con đường lập nghiệp thì nó có rất nhiều con đường để đi. Trong đó có những con đường học tập, có những con đường trải nghiệm. Thế thì đặc biệt là với cái xu thế bây giờ thì tôi đánh giá rất cao về cái con đường học tập, tri thức làm nền tảng. Và sau đó thì liên quan đến cái trải nghiệm. Trải nghiệm thì nó trải nghiệm qua cuộc sống, qua xã hội, qua công việc. Thì đấy là những cái mà tôi mong muốn chia sẻ với lại thế hệ phía sau cũng như là con em trong dòng họ Vũ nói riêng. Cùng với các hoạt động khuyến học, hiện nay 29 trên 29 xã thị trấn của huyện Vĩnh Tường đã có trung tâm học tập cộng đồng. Hoạt động của các trung tâm dựa trên đặc điểm, tình hình của từng cơ sở để xây dựng chương trình, nội dung phù hợp với từng đối tượng người học, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng nhanh tỷ lệ người lao động qua đào tạo trên địa bàn, là cơ sở để xây dựng xã hội học tập ở mỗi địa phương và trong toàn huyện. Trong 4 năm nay chúng tôi mở cái lớp Hán Nôn cho các cụ, khoảng 30 người cho đến bây giờ còn được 20 cụ học. Thì bây giờ các cụ đã, cơ bản là các cụ đã nắm được về cái chữ Hán Nôn, rồi các cụ đã biết dịch hoành phi câu đối, hiểu nghĩa của nó. Rồi thì là các cụ cũng là làm gương cho vấn đề tham gia khuyến học để mà động viên con cháu trong quá trình học tập. Thì chúng tôi vẫn duy trì các cụ trong 4 năm nay. Và cứ thứ năm hàng tuần thì chúng tôi, các cụ vẫn học ở đây, thì các cụ học ở đây. Thế đặc biệt là trong năm vừa rồi thì chúng tôi bắt đầu là cứ trong Tết là chúng tôi đã mở các cái bàn để các cụ viết chữ cho chữ phúc lộc thọ đức tài dân cho dân. Đấy rồi thì đặc biệt chúng tôi đã mở một cái lớp nhạc dân gian. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp khuyến học huyện Vĩnh Tường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự nhất trí sâu rộng về nhận thức, sự đồng thuận cao trong hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, chung tay với ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng xã hội học tập đạt hiệu quả thiết thực. Ở thôn Văn Giang, xã Ninh Nhân, huyện Vĩnh Tường, không ai là không biết đến hoàn cảnh gia đình anh Đỗ Văn Lực và chị Đặng Thị Phẩm. Anh chị sinh được 3 con gái. Con đầu của anh chị năm nay 26 tuổi đã đi làm. Con thứ hai hiện nay đang học Đại học Thái Nguyên. Con út là em Đỗ Thị Hồng Huệ, đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. 3 cô con gái của gia đình anh Lực, chị Phẩm đều ngoan ngoãn, hiền lành và nổi tiếng học giỏi. Thế nhưng cả 3 chị em đều mắc một căn bệnh lạ, đó là xương hóa bẩm sinh, co rút thể muộn. Đây là một căn bệnh lạ, chưa được xác định nguyên nhân ở Việt Nam. Bao nhiêu của cải anh chị đều dồn để chữa trị cho các con. Nhưng theo các bác sĩ chuẩn đoán, theo độ tuổi, bệnh sẽ phát triển theo chiều hướng xấu đi. Sống, học tập đồng hành cùng với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng 3 chị em vẫn luôn lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Hàng ngày thì nếu mà như các bạn khác thì em có thể đi lại bình thường, nhưng mà ở đây thì em bị yếu chân nên xương nó bị giò nhá. Nên nếu mà đi làm của bố mẹ thì em sẽ không đi làm được, mà bố mẹ em sẽ ở nhà sẽ phải giúp em một số việc làm, mà em chỉ làm một số việc nhẹ cho bố mẹ thôi ạ. Nên cái công việc giúp cho bố mẹ nó cũng khó khăn, bố mẹ em vất vả hơn. Và em thì chân tay yếu này thì đi lại, đợt trước hồi năm em còn ở trên Hà Giang thì em còn phải bố đưa đi ấy. Bố mẹ lo lắng là sợ em đi lại khó khăn. Là một học sinh giỏi của trường Trung học phổ thông Lê Xoay, em Đỗ Thị Hồng Huệ đã đạt nhiều giải học sinh giỏi môn hóa học cấp tỉnh và cấp huyện. Là con gái út,
Huệ phát hiện bệnh từ năm 4 tuổi, nhưng 12 năm liền, Huệ vẫn luôn là học sinh giỏi. Với nụ cười luôn thường trực trên môi, cô gái bé nhỏ đã vượt qua những đau đớn do bệnh tật mang lại. Hàng ngày vẫn phụ giúp bố mẹ những công việc nhẹ nhàng để bố mẹ có thể vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Thời gian còn lại, Huệ dành hết tất cả cho việc học tập. Đây là nơi để em có thể gửi gắm những tâm sự, ước mơ, hoài bão của mình. Ước mơ tương lai của em là gần đây nhất là em sẽ đỗ được đại học và em mong muốn là em được vào trường học viện quân y, nên em sẽ cố gắng học để có thể đỗ đại học ạ. Và sau này ra sẽ tốt nghiệp, ra sẽ kiếm được một phần công việc ổn định để có thể giúp đỡ bố mẹ. Đồng hành cùng ước mơ của Huệ còn có các cấp hội khuyến học của xã, của huyện luôn động viên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của em. Trong kỳ thi đại học sắp tới, hy vọng ước mơ của Huệ sẽ được chắp cánh để trở thành hiện thực. Chuyên mục khuyến học khuyến tài kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.